Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với bản tin nóng bóng đá giờ chót ngày hôm nay, ngày 20 tháng 5 năm 2024, cùng kênh Akira. Pochettino nhẹ người khi về đích thứ 6. Man United định giá Sancho. Sao Man City mỉa mai Arsenal? Hãy cùng cập nhật bản tin nóng bóng đá giờ chót ngày hôm nay cùng kênh Akira thưa quý vị. Thiago Motta chưa hề nhận được lời đề nghị đến từ Barcelona. Trong thời gian qua vội lên thông tin, Barcelona sẽ sa thải huấn luyện viên Xavi khi mùa giải 2024 khép lại. Truyền thông Tây Ban Nha tiết lộ, Thiago Motta là một trong những gương mặt được Barcelona nhắm tới để thay thế Xavi. Tuy nhiên, theo người đại diện Canovi của Thiago Motta cho biết, Barcelona vẫn chưa có lời đề nghị nào. Bốn cầu thủ Man City không được nhận huy chương vô địch. Theo quy định, cầu thủ sẽ được nhận huy chương khi có đủ 5 lần ra sân tại Premier League. Các câu lạc bộ có quyền yêu cầu thêm huy chương nếu có 39 cầu thủ trở lên ra sân nhiều hơn 5 lần. Man City sẽ không phải làm điều này bởi họ chỉ có 21 cầu thủ đủ điều kiện nhận huy chương. Sẽ có 4 cầu thủ không đủ điều kiện nhận huy chương vô địch ngoại hạng Anh mùa này, đó là Cole Palmer, Laporte, Calvin Phillips và Ings. Man United định giá Sancho. Theo thông tin từ The Sun, Manchester United chấp nhận để tiền đạo phá đông Sancho ra đi nếu nhận được ít nhất 55 triệu bảng. Kỳ chuyển nhượng mùa đông vừa qua, Sancho có cơ hội trở lại câu lạc bộ của Dortmund khi được Man United cho mượn đến hết mùa. Ngay lập tức, ngôi sao người Anh lấy lại phong độ đỉnh cao như giai đoạn đầu khoác áo câu lạc bộ với 3 bàn thắng cùng 2 kiến tạo sau 20 lần ra sân trên mọi đấu trường. Đặc biệt, chân chạy cánh 24 tuổi thi đấu thăng hoa tại Champions League góp công lớn giúp Dortmund lọt tới trận đấu cuối cùng đụng độ Real Madrid vào ngày 2 tháng 6 tới. Dù có màn trình diễn ấn tượng tại Dortmund, nhưng tương lai Sancho ở Man United vẫn bị đặt một dấu hỏi lớn bởi mâu thuẫn không thể hàn gắn với huấn luyện viên Erik ten Hag. Truyền thông Anh trước đó từng đưa tin Quỷ Đỏ có thể tìm cách tống khứ cầu thủ sinh năm 2000 ngay mùa hè tới nhằm cân bằng quỹ lương đang phình to, và theo nguồn tin mới đây từ The Sun, đội chủ sân Old Trafford sẵn sàng để Sancho rời đi nếu có bất kỳ câu lạc bộ nào chi ra 55 triệu bảng phí chuyển nhượng. Như vậy, Man United đã chấp nhận bán lỗ Sancho bởi ở phiên chợ hè 2021, Quỷ Đỏ từng bỏ ra 80 triệu bảng để ký hợp đồng với ngôi sao người Anh. Hiện Dortmund là một trong những đội bóng thể hiện khao khát muốn chiêu mộ tiền đạo 24 tuổi nhất. Nhưng nếu muốn được ký hợp đồng dài hạn với vàng đen, Sancho có thể phải giảm mức thù lao 275.000 bảng trên tuần đang nhận tới Man United. Bầu Đức dự đám cưới của Hồng Duy. Trưa ngày 19 tháng 5, Bầu Đức đã dự đám cưới của Hồng Duy và Kiều Oanh diễn ra ở Gia Lai. Ông chủ Đoàn Nguyên Đức gây chú ý khi diện đồ giản dị, nắm chặt tay cô dâu, chú rể khi chụp hình cùng. Bầu Đức cũng gửi lời chúc phúc đến Hồng Duy và Kiều Oanh trong ngày trọng đại. Được biết, sau đám cưới ở tỉnh Gia Lai, cựu sao Hoàng Anh Gia Lai và vợ sẽ tổ chức lễ thành hôn tại Bình Phước, quê chú rể, vào cuối tháng 5. Hồng Duy và Kiều Oanh có 4 năm yêu nhau, đây là thời điểm hậu vệ tuyển Việt Nam còn thi đấu cho đội bóng Phố Núi. Cả hai quyết định về chung một nhà vào tháng 5 năm nay. Kiều Oanh đã tốt nghiệp thạc sĩ ngành Việt Nam học tại Đại học Sư phạm Đà Nẵng. Cô là con gái của một giám đốc công ty cao su. Sao Man City mỉa mai Arsenal? Chia sẻ với Opta Sports, Rory chỉ trích Arsenal về cách tiếp cận trận đấu giữa hai đội hồi cuối tháng 3 vừa qua trên sân Etihad. Manchester City đã chính thức vượt qua Arsenal để giành chức vô địch ngoại hạng Anh lần thứ tư liên tiếp, một thành tích vô cùng ấn tượng và chưa từng có trong lịch sử giải đấu này. Trong khi nhiều người cho rằng thất bại của pháo thủ trên sân nhà trước Aston Villa là khoảnh khắc khiến họ đánh mất danh hiệu, Rodri lại nghĩ khác. Tiền vệ người Tây Ban Nha khẳng định trận hòa 0-0 giữa hai đội hồi tháng 3 vừa qua chính là điểm mấu chốt. Chia sẻ với Opta Sports, anh nói Arsenal cũng xứng đáng, họ có một mùa giải không thể tin được, nhưng tôi nghĩ sự khác biệt nằm ở đây, cầu thủ người Tây Ban Nha chỉ vào đầu. Khi họ đến đây, đối mặt với chúng tôi tại Etihad, tôi nhìn họ và nói, à, những kẻ này, họ không muốn đánh bại chúng tôi, họ chỉ muốn một trận hòa. Và tâm lý đó tôi không nghĩ chúng tôi sẽ học theo. Cuối cùng, nếu bạn cho chúng tôi một điểm, chúng tôi sẽ thắng 7-8 trận cuối cùng dù rất khó khăn. Vì vậy, tôi nghĩ chiến thắng phụ thuộc vào tâm lý. Vâng, và trước khi tiếp tục video, thì các quý vị đang xem video thấy hay thì like, comment và đăng ký ủng hộ kênh với nhé. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Hai câu lạc bộ ở Premier League chú ý đến Amrabat. Truyền thông Anh đưa tin Crystal Palace và Fulham đã đưa Amrabat vào tầm ngắm. Tiền vệ người Morocco được Man United mượn từ Fiorentina để giảm gánh nặng cho Casemiro, nhưng thi đấu không đạt kỳ vọng. Đến nay, Amrabat mới ra sân 28 trận trên mọi đấu trường cho Quỷ Đỏ, trong đó gần một nửa là vào sân từ ghế dự bị. Do không cảm thấy thuyết phục, Man United không có ý định mua đứt tiền vệ này. Palace ra phán quyết về huấn luyện viên. Crystal Palace đã có sự tiến bộ vượt trội từ khi Oliver Lane cập bến. Ông đã đưa Palace từ chỗ đua trụ hạng đến kết thúc vị trí ở giữa bảng xếp hạng ngoại hạng Anh. Đội chủ sân Selhurst Park thắng 7, hòa 3 và chỉ thua 3 trong triều đại của chiến lược gia người Áo. Trong đó có nhiều thắng lợi ấn tượng trước Liverpool, Newcastle, Man United và Aston Villa. Điều đó giúp Lane được nhiều câu lạc bộ lớn quan tâm, đặc biệt là Bayern Munich. Tuy vậy, Crystal Palace kiên quyết giữ chặt vị thuyền trưởng. Nhà báo Romano cho biết, Palace sẽ không tiếp nhận bất kỳ đàm phán nào về huấn luyện viên Oliver Lane trong mùa hè này.
Man United bị cắt lương thưởng khi không được dự Champions League. Tay Sun tiết lộ ban lãnh đạo Quỷ Đỏ dự kiến sẽ cắt giảm 25% mức thu nhập của các cầu thủ đội một mùa tới, ngay cả huấn luyện viên Ten Hag cũng không nằm ngoài ngoại lệ. Nhà cầm quân người Hà Lan hiện nhận mức thu lao rơi vào khoảng 9 triệu bảng trên mùa tại sân Old Trafford. Nếu bị cắt giảm, con số trên còn 6.75 triệu bảng. Ngoài việc cắt giảm lương thưởng, đồng sở hữu Sterling dự kiến sẽ thải loại nhiều cái tên không còn nằm trong kế hoạch tương lai của đội bóng. Bên cạnh Rafael Varane sẽ ra đi vì hết hạn hợp đồng thì những Casemiro, Amrabat, Wan-Bissaka, Jonny Evans hay Harry nhiều khả năng cũng theo chân ngôi sao người Pháp rời Man United hè tới. Lukaku và Martinez cùng ca ngợi người hùng MU. Manchester United đã giành chiến thắng 2-0 trước Brighton vào ngày cuối cùng của mùa giải Premier League. Trận đấu cuối cùng trong mùa giải thứ hai của Erik ten Hag ở giải đấu hàng đầu nước Anh đã kết thúc với một chiến thắng, mặc dù nó không hề thay đổi vị trí cuối cùng của Quỷ Đỏ trên bảng xếp hạng. Một số cầu thủ góp công lớn vào chiến thắng. Những người này bao gồm Casemiro, Lisandro Martinez và Andre Onana, nhưng cầu thủ xuất sắc nhất trên sân phải là Dalot. Giống như anh đã thể hiện trong suốt mùa giải, hậu vệ cánh người Bồ Đào Nha là một trong những ngôi sao sáng của Manchester United trên sân. Anh ghi bàn mở tỷ số, nhưng cũng đóng góp rất nhiều với màn thể hiện xuất sắc ở vị trí hậu vệ trái. Những đóng góp của anh trong trận đấu với Seagu đã được đồng đội ghi nhận. Bình luận về bức ảnh của Dalot trên mạng xã hội, Luxor đã viết một cầu thủ xuất sắc và Lisandro Martinez đồng tình, cầu thủ hàng đầu. Trong một mùa giải đầy cam go và u ám, sự trỗi dậy của Dalot là một điều đáng chú ý từ góc nhìn của người hâm mộ Manchester United. Ode Gattin Arsenal sẽ giành mọi danh hiệu mùa tới. Arsenal đã không thể lật đổ Man City ở vòng đấu cuối ngoại hạng Anh 2024. Tuy nhiên không vì vậy mà tiền vệ Odegaard tỏ ra quá phiền lòng. Sau trận, Odegaard đã có những tuyên bố tự tin, có chút gì đó thất vọng. Nhưng tôi tự hào vì đồng đội của tôi có sự tiến bộ. Từ ngày đầu tôi đến Arsenal cho đến hiện tại, câu lạc bộ đã có thay đổi lớn. Chúng tôi đã gần danh hiệu hơn so với mùa bóng năm ngoái. Arsenal sẽ tận dụng tốt kỳ nghỉ hè sắp tới để hướng đến mùa bóng 2025. Arsenal có sự thôi thúc để giành mọi danh hiệu. Jurgen Klopp công bố tân huấn luyện viên Liverpool. Jurgen Klopp đã có trận đấu cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng Liverpool tại vòng 38 ngoại hạng Anh. Thế cúp giành thắng lợi 2-0 để tri ân người thầy. Klopp khép lại nhiệm kỳ 9 năm cùng rất nhiều thành tựu với đội chủ sân Anfield. Trước khi rời đi, Jurgen Klopp đã tự mình công bố huấn luyện viên mới của Liverpool là Arne Slot. Hành động của Jurgen Klopp khiến các cổ động viên sớm có thiện cảm với tân huấn luyện viên người Hà Lan. Đây cũng được xem là cách Jurgen Klopp giúp Liverpool dù đã nói lời chia tay. Arteta gửi thông điệp cho cổ động viên Arsenal. Arsenal dù giành thắng lợi 2-1 trước Everton nhưng vẫn ngậm ngùi với ngôi Á quân năm thứ hai liên tiếp. Nhưng các cổ động viên Arsenal không thất vọng mà còn tán dương đội nhà nhiệt liệt. Ở bài phát biểu sau trận đấu, trước toàn bộ khán đài Emirates, huấn luyện viên Mikel Arteta đã gửi thông điệp mạnh mẽ đến các cổ động viên. Tất cả những chuyện này diễn ra vì chúng ta đã bắt đầu tin tưởng và đầy kiên nhẫn. Ban huấn luyện và các cầu thủ xứng đáng nhận được sự khen ngợi. Họ đã chơi quá tuyệt vời mùa này. Nhưng đừng thỏa mãn. Chúng ta muốn nhiều hơn vậy và chắc chắn chúng ta phải làm được. Pochettino nhẹ người khi về đích thứ 6. Chelsea đã bảo toàn thành công vị trí thứ 6 với thắng lợi nhẹ nhàng 2-1 trước Bournemouth trên sân nhà. Theo Luz sẽ có vé giữa Europa League mùa sau, bất chấp mùa giải tồi tệ. Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Pochettino ẩn ý cho biết tương lai tại Stamford Bridge sẽ được đảm bảo. Tôi rất hạnh phúc. Nhưng câu chuyện tương lai không thuộc phạm vi hiểu biết của tôi. Đó là phần việc của ban lãnh đạo. Vào tối thứ 6, chủ tịch Todd Boehly đã mời tôi dùng bữa tối và chúng tôi đã trò chuyện rất hòa hợp. Tôi chưa nghe gì về những tin đồn. Chúng tôi chuyên tài khoản chạy sắp, chạy giờ, cung cấp kênh bậc kiếm tiền view sức tự nhiên, kháng các thể loại kênh. Gà sạch giá chỉ 500k một tài khoản. 1.000 sắp thường giá chỉ còn 200k. 1.000 sắp thật giá chỉ còn 400k. 4.000 giờ thường giá chỉ còn 2.200k bảo hành 7 ngày. 4.000 giờ thật giá chỉ còn 3.500k bảo hành vĩnh viễn. Kênh bậc kiếm tiền view sức tự nhiên giá chỉ còn 5.500.000. Kênh đủ giờ và sub giá chỉ còn 3.500.000. Kháng kênh sử dụng nội dung và các thể loại giá chỉ còn 800k. Tư vấn đi đúng đường nhanh chóng bậc kiếm tiền, các vấn đề YouTube 500k cho một cuộc gọi. Liên hệ ngay 0352 267 668 để hỗ trợ tư vấn nhanh chóng và tận tình. Thưa quý vị và các bạn, chi tiết vừa rồi cũng đã khép lại tin nóng chuyển nhượng bóng đá hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.